Vâng, xin chào toàn thể các bác tiếp tục trở lại kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Và với video này thì bên em quay nội tạng của sản phẩm dòng đẩy thương hiệu của BMB. Để mời các bác nhé, đẩy xịn, đẩy bãi nha các bác nhé. Dòng này thì nó có hai model. Một model là dàn tụ nguồn riêng biệt, và một đời là dàn tụ nguồn được tích hợp luôn vào bo công suất. Với dòng đẩy này thì cái chất âm nó rất hay nhá, chạy mạch clahat và độ bền của nó rất cao như các bác nhá. Dòng này thì anh em đang vệ sinh từ sáng đến giờ, cũng đã chuyển đi phải đến hơn một nửa rồi. Và đến giờ phút này em mới có thời gian để quay video cho các bác nhá. Đấy, video đây là một đời. Chất âm của nó thì cũng xen xen nhau như các bác nhá. Dòng này thì công suất nó nhỏ hơn được một chút, và dòng này công suất nó lớn hơn một chút thôi. Và dòng này đời bình nguồn này, tụ nguồn riêng biệt thì có giá vào 2.800.000. Và dòng đời mà tích hợp tụ nguồn luôn vào bo công suất này thì có giá vào 2.500.000. Nói về cái chất âm của nó thì cũng xen xen như các bác nhá. Dòng này các bác có thể chơi những cặp loa lầm này, cặp loa full rất là ok nhá, full 25-30 hay những loa lầm 25, tuyệt vời, rất tuyệt vời nha các bác nhá, rất đẹp nha các bác nhá. Dòng này khi mở công suất lên nó nháy mượt lắm, mà nháy rất đẹp nhá. Và dòng này đều được sử dụng sò Toshiba của Nhật nha các bác nhá, nên cái chất âm của nó rất hay nha các bác nhá. Dòng này thì chạy 16 sò, chạy 16 sò đấy, đều chạy 16 sò hết nha các bác nhá, rất đẹp nha các bác nhá. Khi bên em mà tháo ra vệ sinh, tháo hết ra vệ sinh rất rất nhiều nhá. Đây là những sản phẩm cũng đã được lau chùi này, của BMW này. Cũng sẽ được đóng gói và chuyển đi cho các bác đã đặt hàng bên trung tâm rất rất nhiều nhá. Và cảm ơn rất nhiều các bác đã tin tưởng, tin yêu bên trung tâm, ủng hộ bên trung tâm rất nhiều những sản phẩm về nghe và hát karaoke. Đặc biệt về cái lô đẩy BMW này thì các bác đặt rất rất nhiều nhé. Và bên em vẫn còn hàng nhé, những bác nào có nhu cầu mua sắm những sản phẩm đẩy BMW các bác cứ alo cho em nhé. Và những mã sản phẩm đẩy màu vàng này, sau ngày mai bên em sẽ lên sóng với các bác và sẽ mở nội tạng cho các bác cái lô đẩy màu vàng. Và các bác thích những sản phẩm đẩy màu đen, bên em cũng có rất rất nhiều những các bác nhé. Đẩy màu đen này thì nó là out center rồi, rất nổi tiếng rồi. Và các bác có nhu cầu mua sắm những sản phẩm về đẩy vang, loa, những sản phẩm hàng xịn sò thì các bác alo cho em nhé. Và đây bên ngoài này thì anh em vẫn đang tiếp tục đóng gói những chiếc đẩy, những chiếc vang, những cặp loa các bác đã đặt hàng bên em. Đây, và ngày hôm nay thì bên em xả hàng thì BMW nhé, đẩy BMW cũng đã được đóng gói và cũng đã được test thử cẩn thận nhé. Đây, những sản phẩm đẩy vang này các bác mua luôn cả bộ luôn. Đấy, rất nhiều các bác đã ủng hộ bên trung tâm rất rất nhiều những các bác nhé. Nên là các bác có nhu cầu mua sắm những sản phẩm xịn chất lượng, các bác cứ alo cho em nhé qua hai số hotline 0963 101 38 hoặc 0962 355 339. Và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Giờ đây bên em cũng xin phép tạm dừng video.